Xin chào anh em đã quay lại với kênh Khoan Biên Bãi Nhật ha. Thì hôm nay em về được một số máy bắn vít, máy khoan nè, với lại mấy cây mini nhỏ nhỏ nè, dành cho anh em điện tử ha. Rồi này có mấy cây này độc độc nè, anh em nào mà thích siêu tầm hoặc là thích mấy cây hàng hiếm thì này chốt nhanh ha. Thì có cái này, cái cây Lediker này đẹp nè. Rồi đầu tiên thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến cả đến anh em theo dõi cũng như là ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua ha. Anh em nào đang xem video chưa bấm đăng ký kênh thì vui lòng cho em một cái nút đăng ký ha. Anh em muốn nhận được thông báo khi có video mới nhất thì anh em bấm vào cái nút có cái chuông á, thì khi bên em lên video mới thì anh em sẽ nhận được thông báo. Rồi anh em nào xem cảm thấy con nào phù hợp với nhu cầu của mình á, thì liên hệ để đặt hàng. Về hình thức mua hàng thì bên em có hai hình thức, là một là chuyển khoản. Thì chuyển khoản thì bên em sẽ bao tất cả phí vận chuyển cho anh em. Còn về hình thức nhận hàng thanh toán, tức nghĩa là ship code đó, thì anh em vui lòng thanh toán tiền vận chuyển nhá. Thì về hình thức chuyển khoản thì anh em nào cảm thấy tiện lợi thì chuyển khoản, để khi mình nhận hàng thì không phải tốn thêm phí hay là bất cứ cái gì, thì anh em chuyển khoản thì sẽ được ưu tiên chốt máy hơn nha. Rồi đầu tiên em vô chủ đề luôn, cây số 1 hôm nay, số 1 là cây Lediker, con này dành cho anh em nào sưu tầm nè. Đặc biệt cái dòng này đây, con này đẹp gần như mới luôn ha. Dòng này là 3.6 Lediker, mã của nó là đẹp lấy nét là 6.6 à. Hero 36 nè, tiếp CB01 carbon 6 ha. Con này tốc là từ 0 tới 180. Đây, dòng này sản xuất tại China nha, mắc pin China, là dòng này sản xuất tại China chứ không phải là máy này của China nha. Đây, Lediker là thương hiệu của Mỹ. Rồi con này có gì đặc biệt, con này anh em bấm cọ nó bóp trên đây ha. Này, nhấn tay vô, đặc biệt cái dòng này 3.6 nhưng là nó có điều tốc luôn, mình nghiêng bên trái nè, nó dừng đó, như có thắng luôn ha. Rồi bóp cọ như bên phải nè, chậm nè, nghiêng nhiều là tóc nó càng nhanh nè. Đặc biệt cái dòng này anh em nghiêng về bên đâu nó sẽ mở về hướng bên đó ha. Đó, đây là led của nó, này gọn nhẹ. Anh em là thích sưu tầm ha, hoặc là thích cái máy gọn nhẹ thì làm việc thì cây số nó số 1 là quá ok luôn. Rồi số 1 em bán giá 600 nha. Đây, rồi con này thì bao gồm máy pin sạc, sạc adapter điện 220 sạc 4.2 nha. Anh em lưu ý này, cái mấy cái máy này thì sử dụng sạc 4.2 nha, mình về không có gầm sạc khác cái thông số nha. Rồi qua cái số 1, game bắn vít mini Lediker 600 ha. Đó, anh em nào thích hàng đẹp hàng độc thì nhận tay nha. Rồi số 1. Số 2 dòng này thì của Đài Loan, này là Boss Power nè, cũng là 3.6 luôn. Con này thì dành cho anh em điện tử rất là ok. Đây, con này tóc cũng là từ 0 tới 180 luôn. Con này thì có ghi thông số lực nè, con này 4 Newton nè ha. Boss Power mã là DDR182LIKN. Này, con số 2 này, con này đặc biệt có hai đèn led nè. Đó, hai đèn led rất là sáng luôn. Thì cái chu vít của nó là xài cái chu vít thông dụng 6.3 ly của mình ha. Đó, đảo chiều. Đảo chiều thì ở trên máy luôn rất là gọn. Con này thì bấm là chạy thôi, đảo chiều. Lực 4 Newton và lại tua 180 thì thích hợp cho anh em làm việc nhẹ ha. Dành cho em anh em nào làm điện tử thôi nha, không có làm mấy việc nặng quá thì mình sắm mấy con máy lớn ha. Rồi cây số 2 giá 350, đã bao gồm một máy một pin một sạc. Đây, full bộ nó như vậy, một máy một pin một sạc giá 350 ha, chuyển khoản bao ship. Rồi số 3 là cũng là một cây mini luôn. Này, con này đặc biệt là cái đầu rất là gọn luôn. Đây, em xe để em so hai cây cho anh em xem ha. Con này thiết kế cái đầu rất là ngắn luôn ha. Chiều dài thì nó xem nhau xíu, còn chiều cái kích thước này nó ngắn hơn cái này rất là nhiều luôn. Vẫn nó xài cái chui lục giác thông dụng của mình 6.3 nha. Này, con này có led mà led nó bị hư rồi. Này, đảo chiều. Mini thì có dặn ra dặn vô thôi nha. Đó. Dòng 3.6 này thì không có điều tóc. Đặc biệt có cái dòng có cái cây này là nó có điều tóc rồi nè. Đặc biệt hàng hãng
cái Attacker này nó thiết kế cái dòng này rất là hay luôn à. Như này cái Attacker này nó có một cái dòng 7V2 nữa, 7V2 cái đời đó rất là hiếm luôn, đặc biệt cái đời đó nó có búa có điều tóc 7V2 à. Anh em nào chưa tầm Attacker chắc là biết cái con đó ha. Rồi à, tiếp cái số 3 ha, số 3 là 350 nè à. Em mini dành cho anh em điện tử à, rất là nhỏ gọn luôn, có cái khóa cò nè à. Lóc nè à, khóa cò không cho nó chạy nè à, mở ra. Rồi con này dành cho anh em điện tử rất là ok, nhỏ gọn cầm. Rồi à, con này không thấy hiệu gì hết đây, Forest Rim Roar gì nè, con này em nghĩ chắc của Đài Loan. Rồi đây số 3 cũng như là 350 luôn. Rồi máy pin sạc ha, sạc 4V2. Rồi qua cái số 3 tới cái số 4. Số 4 là cây bắn vít, chuyên bắn vít dành cho anh em hay làm bắn to nè, điện lạnh nè, gỗ nè, cơ khí nè, nói chung là tất tần tật về bắn vít là ok hết. Con này mã của nó là TD170 à, dòng này sản xuất tại Gia Băng. Con này đặc biệt tua rất là cao nè, tua cái thông số tua cao nhất của nó là 3600 nè. Đây con này nó có từ 0 tới 1100 nè, từ 0 tới 2100, từ 0 tới 3200, từ 0 tới 3600, 4 cấp à, tương ứng với 4 cấp chỉnh lực của nó. Và lại con này có một cái cấp auto nữa, auto là tự động tăng tải. Thì mình bắn vít nhẹ hay là bắn vít tùy theo con vít, giống như mình bắn vô gỗ cứng thì lúc đầu máy nó sẽ chạy chậm, nhưng mà từ khi mình vô cái mũi vít càng sâu á, càng lực càng lớn thì máy nó sẽ tăng tải lên. Đó, đó là auto. Này auto lại ha. Này có thấy cái mũi tên nè, chữ A nè, xoay ha. Con này là đèn led, led máy. Đó. Con này thì nó xài hai cái led siêu sáng luôn. Này, đây là cấp chỉnh lực nè. Này là quang ở cấp auto nè. Ba cái cấp chỉnh lực số 3, này số 3 nè. Số 2 nè, số 1 nè. Auto. Này, 4 nè. Nghe tua máy không? Số 3 nè, số 2 nè, số 1 nè, auto, tự động. Còn bên đây là tự động tăng tải ha. Rồi cây này ngoại hình đẹp, liền lạc, cao su là ok. Con này là em đã thay vỏ mới chính hãng của guitar rồi nha à, nên là vỏ đẹp, nhận cây này dạng như là mới 100% rồi. Thì vỏ này vỏ mới của hãng được không nói rồi. Tem này là tem chin ha, tem này thì không có ở ngoài được, hãng nó chỉ bán cái bộ vỏ thôi, còn tem là không có nha. Ở tem là tem của cái máy nó bị gãy á, nên là lột cái tem và thay cái vỏ thôi, còn lại là zin hết ha. Con này đặc biệt đầu cứng này không rơ nha, à, đầu cứng. Đó, anh em nào đi làm nghề thì đầu tư một cây này rất là đáng tiền luôn ha, Makita TD170. Rồi con này em bán giá 2.7 triệu. 2.7 triệu thì nó có bao gồm một thân máy, một viên lithium đóng mới 4AH, kèm một cục sạc adapter điện 220. Đây, sạc 2 dây sạc ok ha. Thì giá 2.7 triệu anh em chuyển khoản sẽ được bao phí vận chuyển nha. Rồi, qua một số 4, một cây 170. Rồi tiếp đến là cây số 5. Cây số 5, cây bắn vít của Makita. Con này là mã là TD148. Con này nó cũng có vòng tua là 3600 nè. Đó. Dòng này sản xuất tại Gia Băng, Mắc In Gia Băng. 18V. Có cấp chỉnh lực là từ 0 tới 1100, từ 0 tới 2100, từ 0 tới 3600. Đây con này. Con này nó có cấp số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè. À số 2, số 3. Còn cái cấp chọn cái này là auto ha. Số 2 nè, số 3 nè. Còn đây là led báo pin nè, đây là pin đầy nó còn 3 vạch nè. Đó, ngoại hình liền lạc, cao su rồi ok hết ha. Em gỡ cái này. Đó. Rồi, bộ số 5 này bán giá 2.3 triệu. Con này một máy, một pin đóng mới 4A, kèm cục sạc đây, sạc adapter điện 220, đầy báo đèn ha. Ơi, con này chuyên dành cho anh em là bắn ton nè, hay làm điện lạnh, cơ khí, làm gỗ rồi là ok hết. Xài mấy con này rất là sướng. Led dòng này thì anh em thấy cái nút chỉnh lực đúng không? Mình bấm giữ
khoảng tầm 3 giây để nó sáng. Thì tương tự như tắt thì mình cũng bấm giữ. Hả? Rồi, qua bộ số 5. Số 5 là giá 2,3 triệu nha. Rồi, số 6. Số 6 là cái cây có mã là 137, CD137. Con này là tour nó từ 0 tới 3.400. 136 với 148 thì hai con nó giống nhau về cái ngoại hình, nhưng mà con này là pin 14, còn con kia là pin 18 ha. Sử dụng pin 14 với 18. Anh em lưu ý là máy bao nhiêu volt thì sử dụng bao nhiêu volt ha. Máy không than thì mình sử dụng đúng cái số volt của nó nha. Đây, thông số của nó nè. 14.4. Cũng có 3 tua từ 0 tới 1.100, từ 0 tới 2.100, từ 0 tới 3.400. Còn ở dưới đây là dòng búa ha. Búa là 3.600. Dòng này sản xuất tại Nhật ha. Đây mắc hình ra băng. Con này tem cao su rồi còn ok hết. Con này thì màu đen. Màu đen thì anh em làm nghề nó đỡ dơ hơn. Con này em bán giá 2,1 triệu ha. Thì máy có than không than gì đợt này. Thì trong mấy video gần đây thì máy không than em sẽ ghi trên đây. Còn cây nào không ghi là máy có than nha. Anh em khỏi hỏi nên khỏi mất công. Đó, rồi số 6 em test chức năng nè. Chỉnh lực ha, auto. Số 1, số 2, số 3. Đây là báo pin ha, pin đầy. Cái con này thì em có đóng cái vỏ báo pin cho mình luôn. Theo dõi bên trên đây, còn theo dõi bên trên máy đều ok hết ha. Thì tắt mở led thì mình nhấn giữ cái nút chỉnh lực 3 giây đó. Tương tự tắt mở thì bấm vậy. Rồi, qua bộ số 6. Số 6 là một cây Makita 137 14.4, cây này giá 2,1 triệu nha. Rồi, một máy, một pin. Pin đóng mới 4A, lại kèm một sạc adapter điện 220. Rồi, bộ số 6. Thì anh em nào muốn đóng pin zin sạc zin thì em cũng có. Nhưng mà pin zin sạc zin thì đương nhiên sẽ đóng cell khác. Như lại mình xài mạch khác thì giá nó sẽ khác, nên là anh em cần pin zin mạch zin thì cứ báo em sẽ báo giá cụ thể sau nha. Rồi. Thông thường thì chỉ bán máy pin sạc adapter thôi, tại vì adapter nó gọn, điện 220 dễ xài, anh em xách đi công trình thoải mái, không có lo về vấn đề đổi điện, đổi nguồn gì ha. Rồi. Cây tiếp đến là cây số 7. Cây số 7. Đây, cây này là giá 2 triệu nè. Cây này ngoại hình xuất sắc luôn. Đẹp như mới luôn. Đó. Anh em xem ha. Đây con này mã của nó là TD136 nha. Con này tóc của nó cao nhất là 2600. Đây thông số nè. Từ 0 tới 1002, từ 0 tới 2001, từ 0 tới 2006. 14.4 ha. Đời này sản xuất tại Gia Băng, Mắc In Gia Băng nè. Đó anh em chốt máy nào thì cứ như mọi khi chụp hình cái màn hình lại. Thì nói chung mấy cái máy này bên em chỉ có một cây thôi. Nói chung lô lên thì khoảng 1 2 cây cùng lắm là 3 cây là cùng giống nhau thôi, nhưng mà mỗi máy mỗi số series nó khác nhau. Thì anh em sợ gửi lộn hay nhầm lẫn gì đó thì cứ chụp màn hình là chụp cái số series là chốt cái số máy là bảo đảm là nhận đúng con máy đó thôi. Rồi, số 7 này giá 2 triệu ha. Một máy, một pin đóng mới 4A, là kèm một sạc adapter điện 220 để em test chức năng nha. Đảo chiều. Đây, con này thì nó có 4 cấp chỉnh lực này. Auto này. Số 1, số 2, số 3. Led thì tắt mở cũng vẫn như 1137 thôi. Này là báo pin cho thân máy. Dẫn pin này thì đóng vẫn có led báo pin nè. Anh em tiện theo dõi ha. Rồi, cây số 7. Anh em nào thích đẹp, thích siêu tầm thì chốt cái số 7 này ha. Rồi, số 7 này có giá 2 triệu nha. Một máy, một pin, một sạc. Đây, máy pin sạc. Mặc định thì bên em chỉ bán một máy, một pin, một sạc nha. Còn anh em nào muốn mua thêm pin thì cứ liên hệ em. Thì tùy theo con máy là tùy sẽ có số volt mà cái giá pin nó sẽ khác nhau chứ không có giá chung. Nên anh em cần thêm pin của máy nào á, thì muốn mua thêm pin của máy nào thì vui lòng liên hệ Zalo ha. Zalo 0938 158 742. Em tên là Phúc ở quận Tân Phú, Hồ Chí Minh nha. Rồi qua số số 8. Số 8 cũng là một cây 136. Cây này thì ngoại hình tương đối thôi, không có xuất sắc nhưng mà cũng ok rồi. Tem mạc đầy đủ, thông số thì cũng giống như cái kia ha. Dòng này 136 thì mắc hình ra băng hết. Đây
số seri của nó này, cao su liền lạc nha. Đó. Mấy con này đầu cứng hết nha, không có rơ. Con nào đầu rơ em sáo, nhưng mà thông thường là bên em sẽ khi mà bán máy ra sẽ đảm bảo là máy hoạt động hoàn hảo, vệ sinh đầy đủ, đầu cứng. Còn con nào đầu có rơ thì em sẽ báo. Tại vì thông thường đầu rơ thì bên em cũng đã xử lý hết rồi, nên là ít khi nó có con đầu rơ lắm. Rồi, con này test chức năng nha. Này, chỉnh lực auto số 1, số 2, số 3. Này là led bao pin. Rồi, qua bộ số 8, bộ số 8 giá 1 triệu 9 nha. Rồi, một máy, một pin đóng mới 4A, kèm cục sạc adapter điện 2.2. Đó, anh em đi cài đi làm công trình hoặc là xài gia đình cũng được. Xài mấy cây này nó quá ngon luôn. À, rồi, bộ số 8 1 triệu 9. Rồi, số 9. Số 9 là một cây bắn bu lông. Bu lông của thằng Hitachi. Con này là 18V. Mã của nó nè. QR18 DBDL. DBDL. Con này tóc lên là từ 0 tới 2006. Cái 13,2m trên dây. Đang số series. Dòng này sản xuất tại China. Đặt nhà máy bên China thì sản xuất mắc hình China. Rồi, tăng chức năng là điều tóc. Đảo chiều. Rồi, con này sử dụng cái đầu thông dụng của mình thì Việt Nam mình thường sử dụng là đầu 1/2 ha. 1/2 thì cái khẩu 1/2. À, anh em lưu ý là đặc biệt cái máy zin ở bãi thì nó không có làm cái fan nha. Mấy cái đời này nó không có cái fan đâu, chỉ cái trơn vậy thôi nha. Đó. Đầu trơn này, zin đặc biệt zin ở bãi là nó như vậy nha. Xuất xưởng như vậy rồi chứ không có độ chế gì thêm ha. Đây, con này nó có chỉnh búa nè. À, anh em có thấy cái ký hiệu của nó nè. Một gõ một búa nè. Đây là nó tương ứng nè, cái búa với một ngôi sao ha, đây là búa ba ngôi sao nè, tương ứng cái số búa nó gõ. Bây giờ em quay buổi tối nên là không có test cái búa cho anh em xem được. Con này thì nó có 4 cấp chỉnh lực, led bao pin, này là led máy. Rồi test chức năng nè, này chỉnh lực đi, số 1, số 2, số 3, số 4. Đó, ngoài hình ok ha. Thôi số 4, số 9 này bán giá 2,3 triệu. Một máy, một pin đóng mới 4A, kèm một cục sạc adapter điện 220. Rồi số 9 chọn bộ là 2,3 triệu. Máy không than, không than thì em có ghi trên đây không than ha. Rồi số 9 2,3 triệu chuyển khoản bao phí vận chuyển. Rồi để giờ lên đây một xíu. Rồi tiếp đến là cây số 10. Cây số 10 là cây bắn bích. Ở dòng này thì trước bữa giờ em bán cũng nhiều ha. Đó, Hitachi 14-4 không than. Mã của nó là DBAL2. Con này là tóc là từ 0 tới 2008 nè. 14-4. Ngoại hình tương đối ok ha. Đầy đủ hết. Phím che đồ này. Này chỉnh lực. Rồi để em test chức năng nè, điều tóc. Đảo chiều. Đây là led bao pin, led máy, này chỉnh lực, cấp 1 nè, cấp 2, số 3, số 4, đầu cứng không rơ nha. Rồi, bộ số 10 này giá 1,7 triệu, bao gồm một thân máy, một pin đóng mới 4A, kèm cục sạc, adapter, điện 220, đây, chọn bộ là như vậy nha, máy pin sạc, giá 1,7 triệu. Qua tới bộ số 11. Số 11 thì cũng là một cây Hitachi 14-4 luôn. Giống mã con kia rồi, khác máy thôi. Khác cây máy thôi. Còn mã thông số thì giống nhau hết. Đây. 14DBAL2. Đó. Anh em chốt cái máy nào thì nhớ để ý cái số seri ha, cho khỏi nhầm lẫn. Rồi. Con này tóc từ 0 tới 2008, thông số giống như con kia thôi. Anh em chỉ quay ngoại hình ha. Đó, anh em xem ha. Rồi test chức năng. Đảo chiều. Rồi led bao pin.
lên máy. Này chỉnh lực nè. Số 1, số 2, số 3, số 4. Rồi, qua bộ số 11, giá 1,7 triệu, một máy, một pin đóng mới 4A, kèm cục sạc adapter điện 220, giá 1,7 triệu. Người số 11 là giống nhau, cũng là màu đen. Anh em một chốt số thì chụp cái số series lại giùm em nha. Rồi tới số 12. 12 em đọc. 12 vẫn là cây Hitachi 1414 không than. Con này mã cũng là DBAL2 luôn, khác màu thôi. Tốc từ 0 tới 2008. Này ngoại hình máy. Rồi tới chức năng. Đảo chiều, led báo pin, led máy. Cái con này nhược điểm led máy nó bị bung cái phần phím đề can ha. Đây led máy vẫn hoạt động bình thường nhưng là nó bị bung cái phần đề can. Rồi chiều tốc, chỉnh lực nè. Số 1, số 2, số 3, số 4. Rồi bộ số 12, máy pin sạc cho 1,7 triệu. Đây, chọn bộ máy pin sạc cho 1,7 triệu nha. Rồi, qua tới số 13. 13 là một cây bắn vít Boss 108. Này, con này ngoại hình đẹp. Thiết kế cái móc treo chỗ này cũng hay. Đó. Anh em là trên cao thì là cái móc, cái móc cái máy vậy là ok ha. Khỏi cầm hay là kẻ khỏi treo trên người cho nó nặng. Đây thông số 10.8, tốc con này từ 0 tới 2006, Mark in Malaysia. Con này mã của nó là GDR178LI Professional nè, bot ha. Bot này thì nó có báo pin trên thân luôn. Này điều tốc, đảo chiều. Con này đặc biệt có 3 led rất là sáng luôn. Đó. Anh em làm việc chỗ tối thì mấy cái con có led sáng này rất là lợi hại luôn ha. Rồi, số 13, số 13 là giá 1,2 triệu. Bao gồm một thân máy, một pin. Pin em đã đóng mới theo Samsung 25R ha. Rồi một cục sạc, sạc đốc sử dụng điện 220. Đây, trọn bộ là một máy, một pin, một sạc, giá 1,2 triệu. 3 chuyển khoản, bao phí vận chuyển nha. Rồi số 13. Đó, anh em nào thích gọn nhẹ thì đợt này có hai cây 148 này, gọn nhẹ máy khỏe. Thì mấy cây 148 này thì cái lực nó thường rơi khoảng một tầm 90 tới 100 Newton gì đó. Thì mình làm việc nhẹ thì mình chọn mấy cây này ha. Con này của Makita, con này mã là TD090, tốc là từ 0 tới 2004, còn bố là từ 0 tới 3000. Dòng này sản xuất tại China ha. Đặc. Thì thường thì mấy cái cây Makita đời mới của mình bây giờ là thường là Made in China, thì đặt nhà máy bên China thì Made in China thôi. Nhiều anh hỏi là ủa cây này của Trung Quốc hả? Cây nào của Trung Quốc thì em sẽ báo Trung Quốc, mà đa số là bán hàng đồ bãi thì đa số là máy hãng thôi chứ không có máy Trung Quốc đâu. Rồi số 14. 14 này giá 1,1 triệu, có bao gồm một thân máy nè, một pin, pin đóng mới sao Samsung 25R, kèm một cục sạc, sạc đốc sử dụng điện 220. Đó, full bộ là như vậy. Một máy, một pin, một sạc, giá 1,1 triệu. Rồi em test chức năng cây số 14 nè. Đảo chiều. Đó, dòng này chạy rất là êm luôn á. Nếu về so về đồ ăn pin á thì cái thằng 090 này nó sẽ tiết kiệm pin hơn là cái con Boss. Tại vì cái 090 này nó sử dụng cái động cơ 550, còn thằng Boss này sử dụng cái động cơ hình như đâu là 750 thì phải. Tại vì thằng Boss này nó sẽ khỏe hơn thằng Makita này, nhưng mà nhược điểm nó là sẽ ăn pin hơn.
thì nghĩa là anh em nào cần nhỏ gọn, lực mạnh xíu thì xài thằng Boss, còn mình cần lực vừa phải, tiết kiệm pin thì xài Makita. Đó. Thì hai hãng nó có hai cái hướng đi khác nhau, nên anh em chọn cái máy phù hợp với nhu cầu của mình nha. Rồi, thì mình muốn mua thêm pin thì bên em có pin đóng sẵn rất là nhiều, anh em chỉ cần báo số lượng pin thôi. À, rồi. Anh em xài nhiều thì cứ mua thêm pin Saco thôi, vấn đề rất là dễ. Rồi số 14 này, qua số 14 giá 1 triệu mốt ha. Một máy, một pin, một sạc. Đó. Full bộ. Rồi tới số 15. 15. 15 là một cây bắn vít Makita. Này con này 9V 6. Mã của nó là 690D. 9V 6. Con này tóc từ 0 tới 2003, búa từ 0 tới 3000. Con này thích hợp cho anh em làm việc nhẹ vừa hoặc là anh em sử dụng gia đình bắn vít. Con này thì bố nó cũng rất ok luôn, tại mình lên pin 12V rồi là tóc cũng rất ok, búa cũng khỏe. Nói chung thì cái giá tiền tầm này thì anh em đầu tư con này không có gì để chê ha. Con này thì pin đóng mới, dung lượng 2.5A, cell Samsung 25R nha. Rồi để em test chức năng máy cho anh em xem nè. Con này thì giá nó là 680.000. Anh em chuyển khoản vẫn được bao phí vận chuyển nha. Số 15 gọi xe chức năng nha. Đó, đảo chiều. Được có cái lợi là dòng này nó sử dụng than rời, than 431 nè. Đây cái thông số than trên đây ha. 431 434 thì anh em khi mà hết than mình chỉ cần tháo cái hai cái nắp than hai bên mình thay than là xong. Cái dòng này than rời này rất là tiện. Còn dòng motor và than trong thì bắt buộc anh em phải thay motor hoặc là thay cái đít than. Cái đó thì anh em biết làm thì dễ, còn anh em không biết làm thì nó hơi cực à, nên là anh em là không biết làm hay là sử dụng gia đình hay là muốn nó tiện thì đầu tư mấy cây than rời này à, chỉ cần hết than thì gần gỡ hai cái nắp than hai bên thay là xong. Rồi số 15, một máy, một pin, một sạc. Đó, chọn bộ một máy, một pin, một sạc. Giá 680.000 ha. 15 16 đợt này em có hai cây 9V 6 nè. Lâu lắm rồi mới có lại mấy giống này, dòng này. Đó, con này hai con giống nhau thôi, mã cũng là 690D. Đó. Ngoại hình. Mấy con này thì ngoại hình tương đối thôi. Chứ xuất sắc thì như không có rồi. Thì mấy cái dòng này nó cũng sản xuất lâu rồi nên là đẹp len can rất là ít, không hầu như là rất là ít thấy luôn. Này thông số. Đó, anh em chốt cái máy nào thì lúc em quay lại cái bên cái tem thông số thì anh em chụp lại màn hình ha. Rồi số 16 này vẫn là 680.000, một máy, một pin, một sạc. Anh em nào làm việc vừa hay là sử dụng gia đình thì đầu tư một cây máy là ok rồi. Con này anh em mua thêm cái mũi khoan chân lục giác ha. Vậy ở nhà mình có thể khoan mũi 6 nè, mũi 8 ly nè, để bắt mấy cái kệ nè, hoặc là bắt mấy cái bát treo tường nó, treo chanh đồ các thứ. Đầu tư một con máy này leo trèo rất là tiện, khỏi kéo dây gì lằng nhằng mất thời gian ha. Đó, an toàn nè. Rồi số 16 giá 680. Rồi tới số 17. 17 là cây khoan. Cây khoan của thằng Makita. Con này mã của nó là DF480. Dòng này là máy không than ha, máy 18V. Con này có hai tốc độ, tốc chậm là từ 0 tới 400, tốc nhanh là từ 0 tới 1550. Dòng này đây sản xuất tại China. Đó, ngoài hình ok ha. Này, bên là motor nè, không than, bên là rootless. Con này thì nó được 16 cấp trượt, một cấp khoan, hai tốc nhanh chậm. Đây là tốc chậm nè, tốc nhanh nè. Đó, tốc nhanh thì thích hợp cho anh em khoan nhôm kính hoặc là khoan gỗ đều ok hết ha. Không than thì nói chung khoan á thì không than thì máy khoan thì lúc nào nó cũng ăn dòng máy bắn vít.
thì không than thì nó được cái tiết kiệm pin ha. Đây con này nó có 3 led, có 3 cái led báo pin trên thân máy nè. Con này thì nó sử dụng đầu kẹp 13 ly ha, auto lock. Đó. Khi anh em siết hết cái máy thì mình siết thêm một cái nữa. Đó, xong mình trả về. Đó, nghe cái tách, nghe là máy cái đầu kẹp và đầu khóa. Đó, khi nào mở thì mình cứ dặn mở nó bình thường ha. Đó là cái cách sử dụng đầu kẹp auto lock. Rồi, số 17 này có giá là 2 triệu, một máy, một pin ống mới 4A kèm cục sạc adapter điện 220, full bộ như vậy giá 2 triệu. Thì anh em nào không có muốn mua pin sạc, chỉ muốn mua thân máy thì bên em vẫn có bán lẻ thân máy nha. Thân máy thì giá thân máy thì anh em vui lòng add Zalo 0938158742, em sẽ báo giá cụ thể nha. Rồi tới số 18 này, 18 là cây khoan 3 chức năng của Nati 12V. Con này mã của nó là EZ6901 12V, Nati 2 tốc nhanh chậm. Con này thì nó được 1, 2, 3 cấp, 5 cấp trượt, 1 cấp khoan, 1 cấp khoan búa. Khoan búa này hỗ trợ cho anh em khoan tường ha. Đầu kẹp này thì nó sử dụng đầu kẹp của thằng Matsushita nè. Matsushita kẹp được mũi từ 0.8 lại 10 ly. Đó, đầu này thì anh em sử dụng đây, khi mình siết hết mũi giờ đúng không, mình kéo xuống đây đó, như là khóa đầu lại. Khi là anh em mở thì kéo lên mới mở nha. Đó, khóa là kéo đầu xuống. Đảo chiều. Chuyển qua tốc chậm nè. Có một lưu ý là như vậy. Thì thường khoan nó có hai tốc nhanh chậm. Thì tốc chậm tương ứng với khi nào anh em khoan mũi lớn cần lực lớn thì anh em chuyển về tốc chậm. Còn anh em khoan mũi nhỏ cần cái lực nhỏ thôi, nhưng mà cần cái mũi đi nhanh thì mình chuyển về tốc nhanh ha. Đó, sử dụng máy cho nó đúng chức năng thì nó sẽ đạt tối ưu cái công việc của mình. Rồi số 18 này giá 1,1 triệu ha. Cây khoan Nati 3 chức năng. Con này thì ngoại hình không có được đẹp lắm nhưng mà máy ok. Con này thì anh em sử dụng gia đình rất là ngon nè ha. Có được cái chức năng khoan tường. Khoan tường nó nhanh. Khoan tường thì này là búa, này búa dọc. Còn anh em sử dụng bắn vít thì búa này là búa ngang ha. Cái cơ cấu hoạt động khác nhau. Rồi tới số 19. Rồi số 19 cái này cái video trước nè. Cái này video trước còn. Con này hôm nay em thanh lý luôn. Giá 1,150 triệu. Giá hay là không thể rẻ hơn được nữa. Còn cái mũi vít, mũi bắn vít theo máy nè. Con này máy 14-4 nha, 14-4. Cái tem nó bị cà mất thông số rồi. Con này tốc từ 0 tới 400, tốc chậm, tốc nhanh là từ 0 tới 1,300. Sản xuất tại China, Redaker là thương hiệu của Mỹ nha. Đặt nhà máy bên China thì mắc in China thôi. Chẳng có hai tốc nhanh chậm. Con này nó cũng cấp trượt mà nó không có để số nên không biết, chắc khoảng tầm đâu đó cũng mười mấy cấp trượt đó. Một cấp khoan nè, khoan búa nè, khoan búa này hỗ trợ cho anh em khoan tường ha. Nên tường thì búa nó sẽ búa dọc. Cấp khoan, khoan này không có búa. Đó, này tốc nhanh chậm nên test chức năng nè. Tốc chậm, tốc nhanh. Con này thì sử dụng cái đầu kẹp kim loại luôn. Đầu kẹp này nhìn rất là chắc chắn. Đó, lóc. Đầu kẹp full kim loại luôn. Đây coi cái thông số cái đầu kẹp này nó có ghi thông số tới 10 mấy tia ha. Con này cái đầu kẹp thông số là từ 1 tới 10 ly nha, đầu kẹp tối đa 10 ly. Rồi, cây số 19 giá 1,150 triệu, cây khoan 14-4 3 chức năng. Giá rất là rẻ luôn. Giá này giá thanh lý rồi. Rồi, số 19 giá 1,150 triệu, một máy, một pin, một sạc. Số 20. 20 là cây cưa kiếm, cây cưa kiếm này cũng thanh lý luôn. Cây cưa kiếm này bữa có anh kia chốt rồi mà sao tìm lại cái số điện thoại là cái tin nhắn không ra luôn. Bây giờ nếu mà anh có xem lại á thì liên hệ lại giùm em nha. Rồi. Nhưng mà liên hệ lại để mua được cây máy này 1 triệu luôn. Nghĩa là giảm 100.000, đây là được cái bán 1,1 triệu.
đợt này để cũng cả tuần rồi không tìm được là cái thông tin kia để nói bán thanh lý luôn. Nếu mà anh hôm bữa trước chốt á có thấy có thì liên hệ lại cho em thì sẽ ưu tiên cho anh nó chốt trước ha. Còn nếu mà thì anh em nào chốt trước thì em sẽ bán thôi. Rồi số 20, 20 này là cái cưa kiếm thì em sẽ tặng kèm cho anh em hai cái lưỡi cưa mới, hay một lưỡi cưa gỗ và một lưỡi cưa sắt ha. Rồi, thế chức năng nè, điều tốc thắng à, máy chạy rất là êm luôn. Con này thì của thằng S-Man, con này thì sử dụng pin 14.4, tốc là từ 0 tới 2.003. Pin em đã đóng mới thì Samsung nha, sạc adapter điện 220, đây giáp sạc nằm trên đây nè, sạc adapter điện 220 đấy, quần bộ như vậy. Một máy một pin một sạc, một máy một pin một sạc, tặng kèm cho mình hai cái lưỡi cưa nữa đó. Giá 1 triệu đó. Về mình cưa sắt cưa cành cắt ống nước gì tùy. Rồi số 20, 20 giá 1 triệu ha, tặng hai cái lưỡi cưa. Tới số 21, 22, 21, 22, 21 là cái khoan của thằng Nati, khoan 7V2, mã của nó là 6060. Con này thì pin đã đóng mới, xe Samsung, kèm sạc adapter ha. Nói chung là đầy đủ bộ hết, về chỉ bị sai thôi. Con này nó có 5 cấp trượt, một cấp khoan nè, đầu kẹp thì đầu kẹp kim loại ha. Đầu kẹp nó kẹp được từ mỗi từ 1,5 ly cho tới 10 ly. Đặc biệt mấy dòng này cấp trượt nó là chuẩn luôn. Anh em xài đồ nhẹ rất ok nè. Cái dòng này á, cái nhược điểm của nó là nó không có điều tốc, cũng không có thắng. Nhưng mà anh em nào cái công việc nó không có đòi hỏi mấy vấn đề đó thì xài mấy cái này về làm lặt vặt cũng ok. Khoan bắt bắt vít làm tắc kê trong gia đình thì cũng thoải mái rồi ha. Số 21 giá 320, máy pin sạc đó, chọn bộ về là 320 ha, pin đóng mới rồi nha. Pin đóng mới thì bên em sẽ bảo hành cho anh em 3 tháng, bảo hành máy thì 1 tháng vẫn như mọi khi ha, không có gì thay đổi. Rồi tới số 22 này, 22 cây này là cây băng vít mini, con này là của thằng IKEA nè. Để xem thông số 3V6, 3V6, tốc con này được 200, 0 tới 200. Con này thì dành cho anh em điện tử ha, nhỏ gọn, xài cái chuôi 6 ly 3 thông dụng của mình. Thì đa số máy móc vít của mình là xài cái chuôi 6 ly 3 này hết á. Rồi số 22 này giá 28, cũng là cái cây cuối cùng hôm nay. Rồi anh em nào xem qua cảm thấy cây nào phù hợp với nhu cầu của mình á thì cứ liên hệ cho anh em đặt hàng ha. Rồi anh em nào xem video mà chưa bấm đăng ký kênh á thì nhớ cho em một cái đăng ký kênh, kèm một cái like để ủng hộ kênh phát triển ha. Rồi xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video, hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo. Rồi, xin chào anh em nha.